bạn lo lắng bởi viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, viên uống từ thảo dược dùng hỗ trợ cho phụ nữ trong viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, xua đi nỗi lo thầm kín. Son môi hồng, các diễn viên chính Park Eun Hye, Lee Chu Hyun, Park Kang Hyun, Seo Ju Chung và một số diễn viên khác. Đạo diễn Choi Chang Ok. Tập 80. Bạn lo lắng bởi viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, viên uống từ thảo dược dùng hỗ trợ cho phụ nữ trong viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, xua đi nỗi lo thầm kín. Chào giám đốc A. Phụ nữ tầm tuổi 40-50 thì thích quà gì nhỉ? Phụ nữ ở tuổi 40-50 ạ? Mua cho tôi bó hoa và một món quà hợp với phụ nữ tuổi trung niên. Tôi cần mang về sau khi hết giờ làm. Vâng ạ. Anh còn chuẩn bị quà cơ à? Chu đáo quá. Quà sẽ giúp hai bên đỡ ngại. Anh không muốn cô ấy lúng túng khi gặp chúng ta lần đầu. Không biết cô ấy thế nào nhỉ? Cô ấy đã khiến trái tim bố rung động. Chắc phải là người mạnh mẽ lắm. Em không thích người như thế. Em không tin vào quyết định của chú à? Chú có con mắt nhìn người tinh lắm. Em vẫn thấy có gì đó không ổn. Em đúng là đứa con hư. Em không muốn bố đi bước nữa à? Đừng có như vậy. Chú cũng cần có người chăm sóc mà. Chú đã lớn tuổi rồi, không thể sống một mình mãi được. Em cũng nghĩ vậy. Anh nói cũng định giới thiệu một người đặc biệt mà. Gần đây cô ấy đang gặp chuyện khó khăn. Chắc để sau đi. Mà anh và chú có thể cùng tổ chức đám cưới đấy. Hai người tiến xa đến thế rồi sao? Vậy mà không nói gì với em cả. Cứ đợi đi, rồi anh sẽ giới thiệu cô ấy với em. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn. Ca Ưn, hôm nay em ăn chưa? Hôm nay nhà anh có khách nên chắc phải rất muộn anh mới qua nhà em được. Nếu em muốn ăn gì thì cứ nói với anh nhé. Em phải ăn thêm một bát cơm đấy. Đây là mệnh lệnh của anh đấy. Ngày mai em có muốn đi đến nhà nghỉ của anh ở Giang Piêng không? Anh yêu em, Ca Ưn. Anh Che Bom, đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của anh. Em yêu anh. Mình vào đi. Miran có thai à? Tin vui quá.
Bà già keo kiệt đó đi mua bánh gạo mật ong cho Miran rồi. Bà ấy rất tiết kiệm, nhưng cũng hết lòng vì gia đình. Mình à, vậy là tôi cũng được ăn bánh gạo mật ong đúng không? Tôi thích món đó lắm. Mình ăn bánh gạo hấp đậu đỏ nhé. Nếu có thêm kem tươi vào nữa thì tuyệt lắm. Đã đòi bánh gạo, lại còn muốn kem tươi nữa à? Sao mình lại muốn ăn bánh gạo kiểu đó chứ? Tôi thích ăn như thế mà, có sao chứ? Bình à, còn cá nữa không? Ngon lắm mà. Bình đợi chút nhé, để tôi nấu thêm. Mình thật tuyệt vời. Tôi yêu mình lắm. Đừng có ra vẻ như thế. Bà ta đánh dấu từng thứ một để tôi không được ăn thêm bất cứ thứ gì. Nhưng giờ Miran có thai rồi, nên tôi cũng oai hơn trước. Nếu mình bị đuổi ra khỏi nhà thì sao? Không sao đâu, tin tôi đi. Mình à, khi bà ấy làm xong bánh gạo mật ong, tôi sẽ đem đến khách sạn cho mình một ít vào tối nay nhé. Mình đừng có đi ngủ sớm đấy. Bánh gạo mật ong à? Bữa tối cho tôi sao? Ai thế nhỉ? Ai thế? Là tôi đây, mở cửa đi. Ôi trời ơi, sao mấy về sớm vậy? Bình à, tôi phải làm sao đây? Trốn đi, trốn đi. Trốn đâu chứ? Mở cửa ra, vào đấy đi. Sao lâu thế? Có chuyện gì vậy? Bà làm gì mơ ám à? Chồng bà có vẻ bối rối thế. Mùi gì thế nhỉ? Bà nấu cá đấy à? Tôi đã bắt quả tang rồi nhé. Bà giấu ở đâu hả? Tôi có giấu cái gì đâu. Tôi có giấu cái gì đâu mà. Sao bà lại làm thế? Không phải bà đi mua bánh gạo sao? Trên đường về cũng phải ăn gì đó chứ. Sao bà lại làm thế? Tôi mua 3.000 won tiền bánh gạo là đủ rồi. Không cần mua gì thêm nữa. Nari, lấy cho bà cái bình xịt côn trùng nào. Vâng ạ. Sao bà lại cần bình xịt côn trùng? Vì trong nhà này có côn trùng, nên tôi phải giết bọn chúng. Bà tránh ra một bên nào. Có cần thiết phải làm vậy không? Tránh ra đi. Bà ơi, đây này. Có người ở đằng kia kìa. Đưa cho bà nào. Là tôi đây mà.
người nhà mà. Người nhà nào? Tôi phải giết được con côn trùng này. Mình ơi, Mình, chắc cô ấy đến rồi đấy. Ta vào đi. Nếu hai đứa nó phản đối chúng ta vì em quá trẻ đẹp thì sao nhỉ? Họ biết em mà, nên không có chuyện đó đâu, thưa chủ tịch. Em đừng dùng từ chủ tịch nữa nhé. Chúng ta đâu phải đang trong cuộc họp. Cho em thêm thời gian làm quen nhé. Anh muốn em cởi mở hơn với anh, để em có thể thấy yên tâm khi ở cạnh anh. Thôi được rồi, anh cũng không vội. Cứ để từ từ, rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Hai cậu đã về rồi ạ. Ta ra nào. Hai đứa nó sẽ ngạc nhiên lắm khi gặp em đấy. Xin chào, rất vui được. Xin chào. Xin chào. Ca Ưn, cô làm gì ở đây thế? Mọi người chắc cũng biết nhau cả rồi. Ca Ưn chính là người bố muốn giới thiệu đấy. Ca Ưn là người mà bấy lâu nay bố hẹn hò sao? Anh Chebom, Sejin, tôi xin lỗi đã làm hai người ngạc nhiên như thế này. Tôi đã không có cơ hội nói cho hai người biết, nhưng tôi và chủ tịch đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi. Chúng ta cùng nói chuyện thêm trong lúc ăn tối nhé. Em nghĩ là em nên đi về. Em không ở lại ăn tối sao? Kỳ Bơn đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho em đấy. Em thấy cả hai đều bị sốc khi gặp em. Có lẽ nên để dịp khác đi. Cũng được, để anh bảo lái xe đưa em về nhé. Không cần đâu ạ. Ông chủ, có điện thoại của giám đốc Kang. Ừ. Anh cũng không biết chuyện này đúng không? Sao lại thế nhỉ? Là tôi đây. Anh Chebom. Ca Ưn, buông tôi ra. Anh vừa chứng kiến chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy? Đây là cơn ác mộng đúng không? Chuyện này không có thật đúng không? Chuyện này là thật đấy. Tôi đã lựa chọn chú của anh rồi. Không. Không. Không thể nào.
Chắc có gì nhầm lẫn rồi. Đây là sự thật mà. Sao em lại nói thế chứ? Em đang đùa à? Sao em lại là người chú anh đang hẹn hò? Sao lại thế chứ? Anh không tin. Anh không tin. Anh nên tin đi. Em đừng đùa nữa. Trò đùa này không hay chút nào đâu. Em nói dối. Nói cho anh biết đi. Em đang nói dối đúng không? Không phải là nói dối đâu. Chủ tịch Men Ho Con chính là người tôi đã chọn. Đó là sự thật. Ca Ưn, anh bị tôi lừa rồi. Anh không thấy sao? Anh đã hiểu tôi là người thế nào rồi chứ? Tôi là người như vậy đấy. Em xin lỗi. Em xin lỗi đã làm anh đau khổ như thế. Từ bỏ anh là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục yêu anh. Em xin lỗi. Che Bom đi đâu mà không ăn tối nhỉ? Con không rõ nữa. Anh ấy vừa ra ngoài. Sao con im lặng thế? Con thấy sốc khi gặp Ca Ưn à? Bố à, cho phép con nói thẳng nhé. Chuyện gì thế? Có nhất thiết phải là cô ấy không? Ý con là sao? Tại sao bố lại không thể ở bên cô ấy? Cô ấy là chị của Dương Ưn. Cô ấy vừa nghỉ việc ở Dreamstar sau một vụ scandal. Cô ấy trẻ hơn bố rất nhiều. Thế thì có vấn đề gì đâu? Ca Ưn cũng đâu có lỗi trong việc thiết kế bị phát tán ra ngoài. Vâng, nhưng bố đã suy nghĩ kỹ rồi. Con đừng nói gì thêm nữa. Lần sau gặp cô ấy, cư xử cho lịch sự đấy. Mà Che Bom không định về nhà sao? Chủ tịch và tôi đã hẹn hò với nhau một thời gian rồi. Không thể. Không. Này, có im đi không hả? Đâu phải chỉ có mình anh ở đây. Tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu đấy. Các người nên tránh xa tôi ra. Cái gì? Kệ hắn đi. Buông ra. Thằng này nó muốn chết đấy. Thích thì đánh nhau nào. Còn không thì mày biến đi.
Phải cho nó một bài học mới được. Ăn nói thế à? Chắc mày muốn chết. Tao đã bảo là để tao yên mà. Buông ra. Khi tóc chảy ngọn và gãy rụng là lúc tóc có thể mất đi lượng protein cần thiết. Nếu tòa tháp này tượng trưng cho sự... Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình thông minh, khỏe mạnh và điều này phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng của bé ngay từ trong bụng mẹ. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, các loại siêu dưỡng chất như acid folic hay sắt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ ngay từ lúc chưa chào đời. Do đó, việc bổ sung sắt, acid folic trong thời kỳ mang thai là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc uống viên sắt lại gặp trở ngại rất lớn do tác dụng phụ gây ra trên đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là táo bón. Đây là nỗi sợ hãi của các bà bầu khi uống viên sắt. Đó cũng chính là lý do chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị viên sắt cho bà bầu Fenana. Viên sắt cho bà bầu Fenana chứa sắt nano, acid folic, các vitamin, các nguyên tố vi lượng và 17 acid amin thiết yếu, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mẹ và sự phát triển của bé, phù hợp cho phụ nữ có dự định mang thai, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sau khi sinh. Sắt là nguyên liệu để tổng hợp nên hemoglobin, chất có mặt trong tế bào hồng cầu. Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu, người mẹ sẽ mệt mỏi, dễ sảy thai, đẻ non, đẻ con nhỏ yếu, dễ bị băng huyết khi sinh, thậm chí có thể dẫn tới tử vong cả mẹ và con. Acid folic có vai trò quan trọng trong cấu tạo và phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi. Người mẹ trong giai đoạn mang thai bị thiếu acid folic sẽ gây các ảnh hưởng, cân nặng, sơ sinh thấp, dị tật ống thần kinh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm sắt acid folic. Tôi có quan tâm một cái sản phẩm đó là sắt nana. Thành phần trong cái sắt nana này chủ yếu là nó cung cấp thứ nhất là cái sắt và thứ hai là cái acid folic. Cái sắt của nó dưới dạng gọi là sắt nano. Và khi sắt nano tức là các cái phân tử sắt được phân chia dưới dạng nanomet rất là nhỏ. Cho nên nó có tác dụng tối ưu sử dụng cái viên sắt này thì tôi nghĩ rằng tránh được cái tình trạng là táo bón thì cũng là rất tốt. Lần trước thì mình cũng dùng một số loại sắt nhưng mà hiệu quả thì không cao, vì cụ thể là mình bị táo bón nên là mình sợ. Thế sau khi được bác sĩ tư vấn thì mình đã dùng Fenana và thấy hiệu quả rất là tốt. Và mình nghĩ là các bà bầu thì nên dùng loại này. Hãy là bà mẹ thông minh bằng cách lựa chọn sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho cả mẹ cả con để dòng con nhà bạn khỏe mạnh và thông minh. Anh à, mình sẽ đặt tên con là gì nhỉ? Em đã tìm được tên rồi. Anh nghĩ tên Đông Đông thế nào? Đông Đông. Đông Đông, bố mua giày cho con này. Đông Đông à, bố con không kiên nhẫn gì cả. Anh thấy tên Đông Đông không đáng yêu à? Không phải vậy. Em chọn tên khác đi. Tên này cũng dễ thương mà. Cũng phổ biến nữa. Sao phải chọn tên khác chứ? Vì tên này khá phổ biến nên em nên chọn tên khác đi. Vâng. Em rất vui khi thấy anh quan tâm đến em và con. Cứ như là mơ vậy. Em sẽ không phải lo có người sẽ đưa con em đi nữa. Đúng không anh? Em đừng lo lắng gì cả. Cứ nghỉ ngơi thư giãn thôi. Kibern, làm sao thế? Sao chưa đi ngủ? Ông chủ à? Trẻ bom vẫn chưa về. Cũng không trả lời điện thoại. Nên tôi lo quá. Tôi ngủ gật trong lúc đợi cậu ấy. Thế à? Chưa bao giờ nói như thế cả. Sao lại không nghe điện thoại nhỉ? Bố ơi, ở đồn cảnh sát vừa gọi. Anh trẻ bom đang ở đó.
Đồn cảnh sát, trẻ bom làm gì ở đó? Họ nói có vụ ẩu đả, con cũng không rõ lắm. Trẻ bom đâu phải người thích đánh lộn. Con sẽ về ngay. Hắn đá tôi trước mà. Anh. Nào thì đánh nhau. Tôi cũng không thiết sống nữa. Trẻ bom, có chuyện gì thế? Cậu ấy có bị thương không? Anh ấy chỉ say thôi. Kỳ Bơn, mang khăn và nước lạnh ra đi. Vâng ạ. Kỳ lạ quá. Trẻ bom có bao giờ say như vậy đâu. Trẻ bom có vấn đề gì à? Nó sao vậy? Con có biết tại sao nó lại như thế không? Con cũng không rõ nữa. Lúc anh ấy ra ngoài cũng lạ lắm. Chắc có chuyện gì đó xảy ra ở bên ngoài thôi. Để tôi làm cho. Để tôi làm. Chào mọi người. Con nói vậy là sao? Con muốn đưa Dông Ca về đây à? Tôi đã nói với Trân U về ông ta rồi. Tôi kể là có một con chuột cứ liên tục đục khoét đồ ăn nhà mình. Có cần phải nói thế không? Vụ việc vừa rồi đã chấm dứt, nhưng dù sao vẫn cần phải cảnh giác. Nếu người của Ca Ưn tìm thấy ông ấy thì cũng không tốt đẹp gì. Vậy nên mẹ bảo ông ấy đến đây ở đi. Con nói thật chứ? Nếu Trân U phản đối thì sao? Là ý của anh ấy mà. Cảm ơn con Trân U. Con là người duy nhất hiểu được chuyện tình cảm giữa mẹ và Dông Ca. Đừng để thiên hạ nhìn thấy hai người đấy. Và cũng đừng gây thêm rắc rối cho Miran nữa. Tất nhiên rồi. Con nói gì? Con định để ông ta sống ở đây à? Không thể được. Mẹ nên thông cảm đi. Không nên để Miran bị căng thẳng mà. Cháu cũng thích ông Dông Ca. Cái gì? Trời ơi, làm sao tôi có thể chịu đựng được cặp đôi này chứ? Trẻ bom chắc vẫn đang mệt lắm. Lúc nào nó dậy thì chăm sóc nó cẩn thận nhé. Hôm nay cho nó tạm nghỉ ở nhà. Vâng ạ. Ông đừng lo. Bố có đi làm không? Có chứ. Hôm nay bố có cuộc họp. Con cũng đi luôn chứ? Vâng ạ. Hẹn gặp lại con sau. Cái gì thế này? Có phải quà của Che Bom không? Sao lại là anh mang đến? Chào anh. Chủ tịch đang đợi ở bên ngoài ạ. Chủ tịch.
Chào em. Hôm nay anh có một cuộc họp, tiện đường ghé qua thăm em. Vâng. Em vẫn bối rối vì phản ứng của hai đứa nó hôm qua đúng không? Anh nghĩ Sơ Jin có vẻ trung lập, nhưng Che Bom thì không thoải mái lắm. Sau khi là sếp của em, bây giờ nó phải gọi em là cô. Trước khi gặp em, nó hào hứng nghe anh kể về em lắm. Anh ấy nói sao ạ? Đêm qua nó đi uống rượu rồi gây gổ và phải vào đồn cảnh sát. Chưa bao giờ nó như thế cả. Lẽ ra anh không nên kể với em. Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Khi nào chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn nhỉ? Càng sớm càng tốt ạ. Vậy thì anh nên sớm gặp mẹ em chứ. Vâng, em sẽ nói với mẹ về anh. Anh thấy lo quá. Lỡ mẹ em không đồng ý cho em kết hôn với người lớn tuổi thì sao? Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Mẹ ơi, chị Ca Ưn đang vào. Có chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Ca Ưn à, có chuyện gì thế? Chủ tịch nào vậy? Sao ông ấy lại gửi quà đến đây? Mẹ, con nói đi, mẹ sốt ruột lắm rồi. Con hãy nói đi. Con sẽ không kết hôn với anh Che Bom nữa. Chị Ca Ưn, Che Bom và con không có duyên. Con không yêu anh ấy. Thật vô lý. Chị không thể làm thế được. Chị quyết định rồi. Chị sẽ kết hôn với chủ tịch. Chủ tịch nào? Con nói đến ai thế? Con không định làm vợ lẽ nhà người ta đấy chứ? Con không thể làm thế được. Con không thể vứt bỏ cuộc đời mình chỉ vì Sơn Ưn. Tiền thì có gì quan trọng chứ? Mẹ sẽ không cho phép con làm như vậy. Không phải thế đâu mẹ. Chủ tịch là một người rất đặc biệt. Con sẽ giới thiệu cho mẹ gặp ông ấy. Chuyện của con và anh Che Bom kết thúc rồi. Mẹ đừng nhắc đến anh ấy trước mặt con nữa. Ca Ưn, Ca Ưn, ông chủ tịch này là người thế nào? Dương Ưn, chị con làm sao thế? Chúng ta phải làm gì đây? Tội nghiệp anh Che Bom. Không biết anh ấy đã biết tin chưa? Con thấy thương anh ấy quá. Mình ước gì đây chỉ là giấc mơ. Quý vị và các bạn thân mến, với cuộc sống năng động hiện nay, mọi người quan tâm đến hình thức bên ngoài rất nhiều. Do đó, mụn trứng cá trở thành mối lo ngại lớn cho các bạn trẻ. Hãy cùng Ngọc Diệp theo dõi phóng sự ngay sau đây về mụn trứng cá các bạn nhé. Giới trẻ hiện nay rất quan tâm đến vẻ thẩm mỹ trên khuôn mặt, đặc biệt là mối lo ngại về mụn trứng cá khiến họ đánh mất sự tự tin. Mụn trứng cá gây ảnh hưởng xấu tới thẩm mỹ, khiến những người mắc phải thường mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tham gia các hoạt động và kém năng động trong công việc. Vì vậy, mặc dù không phải là căn bệnh nguy hiểm tính mạng, song đây là căn bệnh rất được quan tâm điều trị. Mục tiêu trị trứng cá là hết mụn, tránh tái phát và không để lại vết thâm, sẹo. Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá là do chức năng khử độc của gan bị suy giảm, khiến cho các cái chất độc không được thải ra ngoài,
và tích tụ lại lỗ chân lông và sinh ra mụn trứng cá. Và mụn trứng cá mà khi bị vi khuẩn xâm nhập sẽ gây viêm, làm cho mụn sẽ nặng hơn và rất dễ để lại sẹo và vết thâm sau mụn. Tại nhà thuốc chúng tôi thì có rất là nhiều bệnh nhân là các bạn trẻ đã ra để hỏi về cách điều trị mụn trứng cá. Thì chúng tôi cũng tư vấn rằng là để điều trị mụn trứng cá mới hiệu quả, tránh tái phát và không để lại vết thâm và sẹo, các bạn nên dùng cái sản phẩm viên uống ngừa mụn An Bảo. Thì viên uống ngừa mụn An Bảo nó có chứa cái dược liệu là diệp hạ châu đắng, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc gan. Ngoài ra thì nó còn có dược liệu là liên kiều, có tác dụng chống viêm. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt. Mà mặt khác, ở trong cái viên uống ngừa mụn An Bảo, cái hàm lượng các vị dược liệu này rất là cao, cho nên nó hiệu quả rất là nhanh. Các bạn có thể uống khoảng 15 đến 20 ngày mà đã có cái hiệu quả tốt rồi. Mụn trứng cá là tình trạng bệnh lý mãn tính của các đơn vị nang lông tuyến bã ở da. Nguyên nhân gây mụn là do tuyến bã nhờn bài tiết quá mức, làm cho các chất tiết ra không đào thải kịp mà tích tụ lại tại lỗ chân lông, hoặc do da bị bám bẩn khiến miệng tuyến bã bị tắc nghẽn, các chất bã nhờn không thoát ra ngoài, từ đó hình thành nên nhân mụn, mụn đầu trắng, đầu đen. Nếu cộng thêm tác động của vi khuẩn có sẵn trong nang lông tuyến bã tăng sinh hoặc kèm theo bội nhiễm của một số vi khuẩn khác như tụ cầu, POV, sẽ gây nên tình trạng viêm nhiễm sinh ra mụn mủ, mụn bọc với biểu hiện sưng, nóng đỏ, đau. Viên uống ngừa mụn An Bảo là sự kết hợp hoàn hảo các vị dược liệu diệp hạ châu đắng, kim ngân hoa, bồ công anh, liên kiều, đường quy, xuyên tâm liên với cơ chế trị mụn dựa trên nguyên nhân gây bệnh, đó là hạn chế sự bài tiết chất bã nhờn, kháng viêm và diệt khuẩn. Hàm lượng các vị dược liệu này trong An Bảo rất cao nên có hiệu quả rất tốt trong điều trị mụn, tránh để lại thâm và sẹo sau mụn và ngăn ngừa tái phát. Bên cạnh việc uống An Bảo hàng ngày thì việc vệ sinh sạch sẽ giúp thông thoáng bề mặt da cũng rất quan trọng để phòng ngừa mụn trứng cá. Điều trị thông minh là khi sử dụng sản phẩm điều trị dựa trên nguyên nhân gây bệnh, bởi vì bất cứ bệnh gì cũng phải điều trị từ nguyên nhân thì mới điều trị tận gốc và tránh tái phát được. Tôi bị mụn đã một thời gian dài và có đi khám chữa ở rất nhiều nơi, được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn cho sử dụng viên ngừa mụn An Bảo. Đến nay đã dùng được một thời gian, các vết mụn trên gương mặt tôi mờ hẳn đi, không còn những vết thâm, vết sẹo của trước kia nữa. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất trong điều trị mụn. Viên uống ngừa mụn An Bảo, sản phẩm của Nam Dược, nhà máy đoạt giải vàng chất lượng quốc gia. Viên uống ngừa mụn An Bảo, thanh nhiệt, mát gan, tiêu độc, giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Con phải mang trả lại quà này. Mẹ không thể nhận quà của ông ấy. Ta đi thôi. Chị, em và mẹ đi tắm hơi đây. Khi nào chị trả đồ xong thì gọi cho em nhé. Em quên gì à? Cửa mở đấy. Anh phải gặp em. Anh không thể tin những gì em nói. Hãy giải thích rõ cho anh biết đi, để anh có thể hiểu được. Đúng như những gì anh thấy tối qua đấy. Tôi chọn chủ tịch Meng, chứ không chọn anh. Đừng nói dối anh. Tôi không nói dối, mắt anh cũng thấy mà. Tôi đâu có nói gì, cho đến khi anh tận mắt thấy chứ. Tôi có nói, anh cũng không tin mà. Sao em có thể làm thế với anh chứ? Anh không hiểu. Những lời ngọt ngào em nói với anh, ánh mắt và nụ cười của em đều là dối trá sao? Em nói rằng em sẽ làm những gì anh muốn. Đó cũng là nói dối à? Em đã trêu đùa với anh sao? Anh muốn tôi phải nói lại lần nữa à?
Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Tôi sẽ là vợ của chủ tịch Meng Ho Con. Anh nên đi về đi, không thể như thế được. Ca Ưn mà anh từng biết là người nói dối sao? Không thể nào. Em đang đùa anh mà, đúng không? Tôi đã nói với anh, tôi là người như thế mà. Anh không có mắt nhìn người rồi. Tôi đổi ý vì tôi tìm được một chỗ phù hợp với tôi hơn. Ca Ưn, đừng làm thế mà. Em cố tình xa lánh anh vì cái chết của Sung Ưn. Anh có thể giúp em trả thù nếu em muốn. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Anh có đủ khả năng làm được mà. Anh không làm được đâu. Nếu anh làm được, tôi đã chọn anh rồi. Tôi đã nói là tôi sẽ làm những gì có lợi cho mình mà. Tôi đã lựa chọn rồi. Anh hãy tránh xa tôi ra. Đừng có đến đây nữa. Em có yêu chủ tịch Meng không? Em có yêu chú anh không? Em trả lời đi. Em có yêu ông ấy không? Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi. Nếu em làm vậy thì sẽ rất bất công với anh và chú anh. Em có hiểu không? Tôi hiểu chứ. Tôi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình sau. Khi Sung Ưn chết đi, Ca Ưn cũng chết theo rồi. Tôi không còn tồn tại nữa. Chào anh. Anh Chebon, anh hãy ghét em đi và đừng nghĩ đến em nữa. Đừng yêu em nữa. Như thế anh sẽ không đau khổ. Em xin anh đấy. Vâng, anh đang ở đâu ạ? Em đây à? Em ngồi đi. Anh nói tiếp đi. Doanh số bán hàng mùa này thế nào? Bộ sưu tập của Julia rất được ưa chuộng. Hàng vừa mới đưa ra đã bán hết rồi ạ. Ngạc nhiên quá nhỉ. Đúng là một tin vui. Đây là bản đề xuất tên cho thương hiệu mới. Tên của thương hiệu mới phải thật đặc biệt, gây ấn tượng mạnh, vì số phận của công ty thời trang Star phụ thuộc vào nó. Vâng ạ. Làm điều tra khảo sát xem mọi người đánh giá những cái tên trong danh sách này như thế nào. Vâng. Tình hình cửa hàng ở Gangnam và Myeongdong thế nào rồi? Chúng tôi đã cải tạo lại theo ý tưởng mới. Sau khi chọn được tên thương hiệu thì cũng phải làm xong phần nội thất nhé, để chúng ta kịp thời ra mắt. Vâng ạ. Còn về những sản phẩm chúng ta đã mua của Dreamstar, chúng ta sẽ làm gì bây giờ ạ? Liệu có nên đem đi quyên góp không? Cậu bị mất trí à? Công ty Dreamstar sẽ nghĩ thế nào nếu bộ sưu tập mùa này của Julia bị đem đi quyên góp như đồ từ thiện? Em xin lỗi, đưa vào nhà kho, đợi một thời gian nữa, xem tình hình thế nào rồi bỏ đi thôi. Vâng ạ. Đây là căn nhà và xe ô tô anh định tặng cho em. Giờ em sẽ nhận chứ? Em không cần đâu mà. Thôi nào, anh không thể để em sống khó khăn thế được. Em nhận đi mà. Anh có thể cho em thêm thời gian không? Trước khi tiến xa hơn, em nghĩ anh nên gặp mẹ em và em gái em. Được rồi. Em cũng đừng lo về lễ đính hôn. Anh thu xếp cả rồi. Anh, sao tối qua anh lại đánh nhau vậy? Có chuyện gì thế? Có bao giờ anh gây gổ đâu? Tối qua anh đã chạy theo Ca Ưn. Có chuyện gì vậy?
Anh sẽ xem hồ sơ sau. Từ hôm qua đến giờ anh sao vậy? Em suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh lại cư xử lạ vậy. Em thấy có gì phiền à? Anh biết đấy. Ta Ưn là chị của Dân Ưn. Em đang định bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Dân Ưn. Vậy mà lại như thế này. Ca Ưn sẽ là mẹ kế của em. Em ra ngoài đi. Anh muốn ở một mình. Vâng. Anh ta không sao chứ? Đến muộn rồi lại về sớm à? Không phải việc của cô. Cháu có điều gì muốn nói với chú à? Vâng ạ, cháu ngồi xuống đi. Cháu đến cũng đúng lúc, chú cũng đang có chuyện cần nói đây. Cháu nghĩ sao về việc lên làm ở tổng công ty? Chú nghĩ cháu nên chuẩn bị tiếp quản trung tâm mua sắm Dream. Nhưng cứ làm theo lời chú đi. Cháu làm với Dreamstar vậy là đủ rồi. Nhưng ai sẽ phụ trách Dreamstar? Jun Ka-eun sẽ thay thế cháu ở vị trí đó. Mà tối qua có chuyện gì với cháu thế? Chưa bao giờ cháu gây gổ lúc say cả. Đêm qua lại còn bị đưa về đồn cảnh sát nữa. Cháu nói cho chú biết đi. À, mà cháu định nói gì với chú nhỉ? Chú, cháu đang yêu một người. Tốt quá. Cô ấy là ai thế? Cô ấy có thể khiến cháu cười rồi lại khóc cả trăm lần trong một ngày. Khi cô ấy cười, tim cháu muốn rơi ra. Nói cách khác, chỉ bằng vài lời nói, cô ấy có thể khiến cháu rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cô gái đó chính là Jun Ka-eun. Sao? Jun Ka-eun chính là người cháu yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.